Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 5, tập 1, cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 4. Ôn tập và bổ sung về phân số trang số 12. Bài số 1, trò chơi ghép thẻ. Câu A, nối các thẻ ghi phân số với thẻ hình vẽ có số phần đã tô màu tương ứng. À, bây giờ cái hình này chúng ta xem coi người ta họ chia là mấy phần đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như là người ta chia 8 phần. Và người ta tô màu là 1, 2, 3, như là 3 phần 8. Này vào đây. Này 1, 2, 3, 4. Cái mão là 4. Và cái tử là 1, 2, 3, tô màu 3, 3 phần 4. Đây này vào đây. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái mão. Và cái tử là 1, 2, 3, 4, 4 phần 7. Và cái này vào đây. Còn này là sao đây? Cái này bây giờ chúng ta sẽ đếm hết tất cả những cái ô trong này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy cái mẫu là 10 nè. 10 nhân cho 10 là 100. Ta ghi 100 luôn ha. Tại cái này là tổng cộng này là 100. 100 ô trong này. Và cái tử là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 20. 20 phần 100. Này vào đây. Rồi dưới này là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5. 5 với 5 là 10. Cái mẫu là 10. Còn cái tử là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 phần 10. 7 phần 10 này vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ngôi sao. Và cái tử là 1, 2, 3, 3 phần 7. Cái này vào đây. Chúng ta qua bài B, câu B. Đọc các phân số ở câu A và viết tử số mẫu số của mẫu phân số đó. Cái này là 4 phần 7. 4 phần 7. Cái tử số ở trên là 4 và cái mẫu số là 7. Này là 3 phần 8. Cái tử số là 3 và cái mẫu số là 8. Cái này là 3 phần 7. 3 phần 7. Cái tử số là 3 và cái mẫu số là 7. Cái này là 3 phần 4. À, cái tử số là 3, cái mẫu số là 4. Cái này là 20%. 20 phần 100 cũng được hay là 20% cũng được. 20 phần trăm. Cái tử số là 20. Cái mẫu số là 100. Cái này là 7 phần 10. 7. Mẫu số là 10. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Câu A. Viết phân số chỉ số phần đã tô màu trong mẫu hình rồi đọc theo mẫu. Chúng ta xem cái bài mẫu. Đây là 40 phần 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nhân 10 là 100, như vậy là người ta chia ra là 100 cái hình vuông nhỏ. Và ở trên này là tô màu là 1, 2, 3, 4, 7, 10, 4 nhân 10 là 40. À, vậy là 40 cái ô. Con này đọc là 40 phần 100 hay là 40%. À, cái chỗ này ở trên này, trên trên và dưới khác nhau là chữ chữ một. À, hai cách giống nhau đều được. Rồi cái này thì sao đây? Cái này là một cái tấm như là 100. À, cái này người ta họ ghép là 10 tấm. 10 cái tấm nó thành là một cái khối, khối lập phương là 1.000. À, 1.000 cái khối hộp chữ nhật này nè. Ở đây là 16, 1 này là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đây là 16, đọc là 16 phần 1.000 hay là 16 phần nghìn. À, cách hai cách đọc. Rồi, chúng ta qua cái phần ở dưới. Này là bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 x 10 là 100. Nhà cái mão là 100. Rồi cái tử số là đây là 10, 20, 30, 40. 40 với 2 là 42. À, mình đọc là 42 phần trăm. 4 12 phần 100. À, rồi cách thứ hai là 42%. Khỏi bỏ bỏ khỏi viết cái chữ số 1 này đi. À, giờ ở đây thì viết thì cũng để coi đủ không? Hay là cách đọc thứ hai là 40 12 phần phần trăm. Rồi. Bài này bao nhiêu đây? 1 2 đếm cho nó chắc ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cũng 10 luôn, 10 x 10 là 100. Con này là bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6. 6. Sáu phần 100. Hai cách đặt khác là 6 phần phần trăm. À, rồi bài này, bài này thì một cái khối này là 1.000, được 1.000 giống như trên đó. À, 1.000. Và cái này bao nhiêu đây? Này 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Đây là 27. Là 27 phần 1.000. 27 phần 1.000. Hay là cách khác là 27 phần phần nghìn. Rồi bài này nó cái mẫu nó cũng là 1.000, một cái khối to như là 1.000. Còn cái tử là bao nhiêu đây? 1 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65. 65. Đọc là 6 15 phần 1.000. Hay cách đọc thứ khác là 65 phần nghìn. Sáu mươi lăm
phần nghìn. Nó qua trang tiếp theo. Câu B, viết thương của mẫu phép chia sao dưới dạng phân số theo mẫu. Làm gì làm chúng ta phải xem bài mẫu nha. Nhiều em nói là không có xem bài mẫu chúng ta vào làm, nhưng mà rồi cuối cùng là nhiều khi là không biết, là không đúng. 7 chia 8 là bằng 7 phần 8 à. 11 chia 5 là 10, 11 phần 5, 9 phần 1, 9 phần trăm là 9 100. Cái này là 33 phần 30. Câu C, viết các số tự nhiên sau thành phân số theo mẫu. 4 bằng 4 phần 1 à, như vậy bất kỳ số tự nhiên nào cũng có cái lấy cái mẫu số là 1. 301 phần 1, 12 phần 1, 2025 phần 1. Câu số 3, câu A, viết hai phân số bằng mẫu phân số sau. Rồi 5 phần 4. 5 phần 4 thì chúng ta sẽ nhân cho 2 đi ha, nhân cho 2. Nhân 2 ở trên nữa là bằng 10. Ở dưới nhân 2 là bằng 8, 10 phần 8 thì bằng. Rồi chúng ta viết thêm một phân số nữa. Từ cái phân số này chúng ta sẽ nhân cho 3 đi ha. 3 nhân 5 là 15. 3 nhân 4 là bằng 12. Rồi có phân số này 9 phần 12. 9 phần 12 chúng ta có thể rút gọn đi. Chúng ta chia cho 3. Chia cho 3 thì ở trên là cộng 3 và dưới là cộng 4. Rồi. Từ cái phân số này hoặc ta lấy phân số này cũng được. À ta nhân cho 2 nha. À, chẳng hạn cái này là ta nhân cho hai. Nhân cho 2 thì bằng bao nhiêu đây? Nhân cho 2 thì chúng ta sẽ được là 18, này là 20, 24. Chúng ta qua câu B. Rút gọn các phân số sau. 24 phần 32. 24 phần 32 này thì trước tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái dấu hiệu chia hết. Những cái dấu hiệu chia hết, ví dụ như là chia hết cho 2 là tận cùng nó là 0, 2, 4, 6, 8, chữ số chẵn á. Đó là cái dấu hiệu chia hết cho 2. Hoặc là dấu hiệu chia hết cho 3 là tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3 à. Hoặc là dấu hiệu chia hết cho 5 à, cho 9. Ở đây chúng ta thấy là 24 và cái này là 32. Như vậy cái này chúng ta sẽ rút gọn được cho 8. 8 x 3 24, 8 4 32. Như vậy cái này chúng ta sẽ rút gọn được cho 8 này, chia 8 này, chia 8. Rồi. Trên chia 8 dưới cũng chia 8 thì chúng ta sẽ được là 3 phần 3 phần 4. Cái này 14 phần 35. 14 phần 35 thì chúng ta rút gọn được cho 7, chia được cho 7. Chia được cho 7 này. 14 chia 7 thì chúng ta sẽ được 2, 35 chia 7 được 5. Còn 30 phần 25 này chúng ta sẽ rút gọn được cho mấy này? Cho 5. Cho 5. Chia cho 5. Ở trên chia 5 thì dưới cũng chia 5 nha. Ở dưới chia bao nhiêu trên chia bấy nhiêu. Giờ chia được 6. 6 phần 5. Cái này 63 phần 36 thì chúng ta sẽ rút gọn là chúng ta sẽ chia được cho 9 à, 9 4 3 6 9 7 6 3 là chia được cho 9 nè, chia được 9. Ở trên chia 9 thì được là 7, dưới chia cho 9 được là 4. Nó qua bài số 4, quy đồng mẫu hai phân số. Ở đây chúng ta sẽ có là cái phân số này là có mẫu 14, bên này là mẫu là 7. Như vậy chúng ta sẽ lấy mẫu chung là 14. Tại vì 7 thì chúng ta sẽ nhân cho 2 thì được 14. Vậy là 4 phần 7 bằng
4 ta nhân cho 2, 7 ta nhân cho 2 bằng là 8 phần 10, 14. Vậy quy đồng hai phân số 3 phần 10, 4 và 4 phần 7 ta được ba phần 14 chúng ta giữ nguyên, và bây giờ 4 phần 7 nó trở thành là 8 phần 10, 14. Mà này chúng ta sẽ có là lấy cái mẫu này giữ nguyên, còn lấy mẫu này nhân cho 2. Bốn phần sáu. Vậy quy đồng hai phân số 2/3 và 5/6 ta được 2/3 thì hiện ra thì bây giờ nó trở thành là 4/6 và 5/6. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 5. Đọc ví dụ sau rồi nói cho bạn nghe cách thực hiện. Ví dụ quy đồng mẫu số 2 phân số 2/3 và 5/4. 3 ta, vì 3 ta nhân 4 là bằng 12 nên ta chọn 12 là mẫu số chung. Rồi ta có là 2/3 là bằng là, như vậy cái phân số này thì chúng ta sẽ nhân cho 4. Ta nhân cho 4. Ta nhân cho cái mẫu phân số này, ta nhân cho mẫu có phân cái mẫu của phân số kia, và phân số kia thì mang nhân cho cái mẫu phân số này, nó kia vậy đó. Như phân số 2/3 thì chúng ta sẽ nhân cho 4, tử nhân 4 thì mẫu cũng phải nhân cho 4. Và được là 8/12. Còn cái phân số này chúng ta sẽ nhân cho 3, đây nhân 3 đây thì ra kết quả được 15/12. Như vậy hai cái phân số này bây giờ nó trở thành là có cái mẫu chung là 12, 12. Đấy. Rồi, và quy đồng mẫu hai phân số 2/3 và 5/4 thì ta được là 8/12 và 15/12. Rồi, giờ đó là cái ví dụ. Rồi, câu B thì chúng ta sẽ làm tương tự như vậy. Nè, quy đồng mẫu số 2 phân số. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái mẫu chung là 4/3. Đây, chúng ta cũng làm y chang vậy. Rồi. Chèn à. Vì 4 nhân cho 3 là bằng 12. Nên ta chọn 12 là mẫu số chung. Rồi tiếp theo ta có, bây giờ cái phân số này chúng ta sẽ nhân cho 3, còn phân số bên này chúng ta sẽ nhân cho 4. 1/4 bằng 1 ta nhân cho 3, 4 ta nhân cho 3 bằng 3, cái này là 10 12. Và cái phân số bên này chúng ta sẽ nhân cho 5/3 này. 5 ta nhân cho 3 ta nhân cho 4. Là 20/12.
Rau vải quý đồng, chỗ này chữ vải thiếu giấy nè. Vải quý đồng. Mão số 2 phân số 1 phần 4 và 5 phần 3 ta được. Ta được là gì đây? 5 phần 3 phần 12 và 20 phần 10 12. Rồi ta lấy cái này là mẫu này là 5 x 7. Vì 5 nhân cho 7 là bằng là 35. Nên ta chọn 35 là mẫu mẫu số chung. Ta có cái phân số này chúng ta sẽ nhân cho 7, còn phân số này chúng ta nhân cho 5. Ta có 3 phần 5 bằng nhân cho 7. 3 nhân 7 là 21. 35. Và cái phân số 4 phần 7 này, 4 ta nhân cho 5, 7 nhân cho 5, 20 phần 35. Vậy quy đồng mẫu số 2 phân số 3 phần 5 và 4 phần 7 ta được gì đây? 21 phần 35 và 20 phần 35. Bài này chúng ta sẽ lấy 10 ta nhân 9 nha. 10 ta nhân cho 9 là bằng là 90. Nên ta chọn là 90 là mẫu số chung. Phân số này chúng ta sẽ nhân cho 9, còn phân số bên này chúng ta sẽ nhân cho 10. 3 phần 10 ta có bằng 3 ta nhân cho 9, 10 ta nhân cho 9 là 27 phần 90. Và 7 phần 9, 7 ta nhân cho 10, 9 ta nhân cho 10 bằng 70 phần 9, 90. Rồi vậy quy đồng mẫu số 2 phân số 30 phần 10 và 7 phần 9 ta được là 27 phần 90 và
70% 90. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6, quy đồng mẫu số 2 phân số. À, nói vậy cũng tương tự giống ở trên vậy thôi. À. Vì cái này chúng ta sẽ lấy mẫu chung là 12 cũng được. À. Tại vì 12 ta chia cho 4 được, 12 ta chia cho 6 được. À. Nhưng không thì chúng ta làm y chang vậy, ta lấy 4 nhân 6 cũng được, tại vì con số này nó nhỏ, cho nên chúng ta lấy 4 nhân 6 cũng được. Vậy là 4 ta nhân cho 6 là bằng là 24. Ta lấy 12 cũng được nha. 12 ta chia 4 được, 12 ta chia 6 được, nhưng mà thôi thầy lấy thầy nhân chéo luôn. Nên ta chọn 24 là mẫu số chung. Ta có 3/4 bằng, bên này chúng ta sẽ nhân cho 6. Ba nhân 6 là 18, 6 nhân 4 là 20, 14. Và 1/6 bằng 1 ta nhân cho 4 và 6 ta nhân cho 4. 4 nhân 1 bằng 4, 4 6 24. Vậy quy đồng mẫu số 2 phân số 3/4 và 1/6 ta được gì đây? 18/24 và 4/20 24. Chúng ta qua bài tiếp theo. 10 ta nhân 8 là 80. Đã. 80. Còn không, cái này chúng ta sẽ lấy là 80 đi ha. Còn lấy 40 cũng được nè, 40 cũng được, 40 ta chia 10 được, 40 ta chia 8 được. Vậy 10 x 8 là bằng là 80. Nên ta chọn 80 là mẫu số chung. Ta có 7/10, 7 ta nhân cho 8, 10 ta nhân cho 8, 7 x 8 là 56/80 và 5/8, 5 ta nhân cho 10, 8 ta nhân cho 10 bằng là 50/80. Vậy quy đồng mẫu số 2 phân số 7/10 và 5/8 ta được là gì đây? 56/80 và 50/8, 80. Rồi chúng ta tiếp tục qua cái bài này. À, chúng ta thường thường chúng ta sẽ lấy hai cái mẫu này nhân nhau. Được. Vì 9 ta nhân cho 16 là bằng là 144. Rồi tiếp theo. Nên
Ta chọn 144 là mão số chung. Rồi cái phân số này chúng ta sẽ nhân cho 16. Ta có 4 phần 9 bằng 4 ta nhân cho 16. 9 ta nhân cho 16 bằng. Như vậy cái tử ở đây là 4 ta nhân cho 16 thì bằng là 64. Ở dưới là 144. Và 5 phần 10, 16 bằng 5 ta nhân cho 9. Ở dưới 16 ta nhân cho 9. 5 nhân 9 là bằng 45. Và này là 140, 14. Vậy quy đồng mão số hai phân số, hai phân số 4 phần 9 và 5 phần 16 ta được phân số nào? Phân số là 64 phần 144 và 45 phần 144. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 7. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Hai phân số mà có mẫu giống nhau thì phân số nào mà có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Như vậy cái này chúng ta phải quy đồng. Quy đồng chúng ta cho nó cùng mẫu. 4 phần 5 thì cái mẫu đây 10, mẫu đây 5 thì chúng ta sẽ nhân cho 2. Nhân 2 là 4 x 2 bằng 8, 5 x 2 là bằng 10. Như vậy hai phân số này bằng nhau. 2 phần 3 và 7 phần 8. Như vậy chúng ta sẽ quy đồng. Quy đồng lên cái mẫu là 20, 24. 24 bên này nhân 8 là bằng 16. 8 x 3 là 24. Còn này nhân 3, 3 x 7 là 21 phần 20, 24. Đây bên này là mẫu là 24, 24 giống nhau. Đây 16, đây 21. 16 bé hơn. Rồi cái này chúng ta sẽ lấy mẫu chung là bằng là 60 đi ha. 60. 60 thì cái này nhân 10. Nhân 10 là bằng là 6. 5 mà ta nhân cho 10 là bằng 50. Còn này là bằng là 60. Cái này chúng ta sẽ nhân cho 6. 6 x 3 18. 6 x 10 là bằng 60. Giờ bên này là 50, bên này 18. Bên này lớn hơn. Cái phân số này là phân số là có tử mà nhỏ hơn cái mẫu thì phân số này nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1 còn không thì chúng ta sẽ lấy là cái này là gì đây? 25 phần 25. Nè. Như vậy là 3 9 bé hơn 25. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài B, sắp xếp cái phân số 2/3, 6/7, 3/4 theo thứ tự là từ bé đến lớn. Như vậy cái này chúng ta sẽ quy đồng. Quy đồng chúng ta mới biết được là từ bé tới lớn, được không? Như vậy cái này là đây là 3, 7, 4. Như vậy chúng ta sẽ lấy mẫu chung là bao nhiêu đây? Rồi bài này chúng ta sẽ lấy mẫu chung là 84. Như vậy là cái mẫu chung thì chúng ta sẽ lấy là 80, 84. 84 như vậy cái chỗ này thì chúng ta sẽ nhân cho bao nhiêu đây? 4 x 7 là 28. Như vậy cái phân số này, phân số này chúng ta sẽ nhân cho 28 này. Phân số này ta nhân cho mẫu này và mẫu này, như là 28, được không? 28 thì ở dưới là được 84. 84. Còn này là 4 nhân cho 4 x 7 là 28. Ta lấy 28 ta nhân cho 2 thì ra là bằng 50, 56. Rồi cái phân số này chúng ta sẽ nhân cho của mẫu này và mẫu này, có nghĩa ta nhân cho 12 đó, được không? Như vậy 7 ta nhân cho 12 bằng là 84.
Còn ở trên nó là 6, 6 ta nhân cho 6 ta nhân cho 3 với 4. À, như vậy có nghĩa là 3 nhân 4 bằng 12, nghĩa là bằng 72. Còn phân số này thì chúng ta sẽ nhân cho 3 nhân 7 là 21. Nhưng mà 4 ta nhân cho 21 là bằng là 84. Và cái tử số là 3 ta nhân cho 21 là bằng là 63. Rồi như vậy bây giờ chúng ta xem. Đây 56, 72, 63. Như vậy cái này là bé nhất với cái này. Người ta yêu cầu là từ bé đến lớn. Phân số này là 2/3. Rồi tới phân số này tương ứng với là 3/4. Và phân số này 72 phần 84 tương ứng với là 6/7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. Dung và Đức cùng tham gia trò chơi leo dây với kép dây có cùng chiều dài. Dung leo được là 5/8 giây. Đức leo được 4/10 giây. Theo em, Dung đã leo sợi dây nào? Đức đã leo sợi dây nào? Đây, dưới này đây. 5/8 giây, Dung leo là 5/8. Có nghĩa là cái đoạn dây đó chia làm 8 phần và leo được 5 phần. Và bằng Đức là 4/10, như vậy cái dây đó là chia làm 10 phần. Như vậy bây giờ chúng ta đếm còn 1, 2, 3, 4, 5, có 6 không phải? 1, cái này là 6 nè, 6 đoạn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy là 12 đoạn không phải? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái này 10 đoạn nè. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 đoạn nè. Như vậy cái bạn này là bạn Dung leo dây này. Bạn Dung nè. Nè. Bạn Dung. Và bạn Đức là leo cái dây 10 đoạn này. Bạn Đức này. Nè. Như vậy là bạn Dung leo là 5/8, như vậy là 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn. Như vậy bạn Dung leo tới đây. À, Dung leo tới đây. Còn bạn Đức là 4/10. 1, 2, 3, 4, 4/10 tới đây. Như vậy nhìn vào cái đoạn dây này thì chúng ta thấy bạn Dung là leo cao hơn. Câu A, Dung đã leo sợi dây nào, Đức đã leo sợi dây nào? Mới nãy chúng ta phân tích đó, được. Dung leo sợi dây D. Nè. Bạn Dung leo sợi dây D. Còn là bạn Đức là leo sợi dây C. Nè. Tiếp theo, ai đã leo được đoạn dây dài hơn? Và nhìn vào đây thì chúng ta thấy là bạn Dung. Nè. Bạn Dung leo tới đây, bạn Đức tới đây. Bạn Dung leo đoạn dây dài hơn. Nè. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.